Hello mọi người. Hôm nay mình đi câu Ikada. Hôm nay là ngày tập sự thứ hai. Mình đi với Nam Côn và Khai Hoàng và ba người khách ở Trung Quốc, đối tác của bên mình. Lần thứ hai đi câu Ikada, hy vọng là tổ sẽ đãi, cô sẽ thương. Cô nó xả bên kia mà anh. Má bộ đúng chùa luôn á, giống chào quá. Ồ, của chùm cá cháp để lo nữa. Ghê. Chùm cá cháp luôn. Cần ngủ lời của mình câu Ikada cũng được nha các bạn. Lên con cá đầu tiên, mấy anh Trung Quốc lên. Cái màu đen nó nhảy á. Cá nó đang ăn vào. Cá nhỏ luôn. Anh Nam lên cá. Không anh. Có nhớ. Cũng được. Lên nhất rồi mà. Bự á. Con này bự hơn con nãy nhưng mà ốm hơn con nãy. Chụp hình, chụp hình. Cá nó đang thóp thóp rồi bạn. Nhìn cái đầu cần. Đó. Vô. Má cái cần này nó cấn ghê à. Ủa máy này nó không xả trời. Đó chứ, nó xả là nó quay ngược, nó quay lại. Đâu có đâu. Mẹ. À. Nó xả là quay ngược, nó quay lại. Anh phải buông tay quay ra nếu mà nó chạy. Nè, đâu có xả gì đâu mà. Bắt đi. Cứ bắt đi, cứ bắt đi, cứ bắt đi. Đừng có để trùng dây. Không bự lắm. Không bự lắm. Mấy vậy mà không bự. Ơi cá này cái màu kỳ giống cá Nhật quá ha. Má con này phải. Con này phải đái luôn chứ không bự. Phải không bự lắm. Sống đến được chứ, phải dèo. Ừ. Giờ sao? Cột dèo hả? Cái bột này, bột đen này cá bự ăn ha, mà cái cá cái dòng sọc sọc nè, cá giống Nhật nè. Ê nhảy ba, từ 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 kẹp, có kẹp không? Chết tôi luôn á, nhảy cái chết tôi luôn á, nhảy theo luôn á. Anh xỏ vô miệng cá đi. Làm sâu vô mấy ông kia hạ hồng rồi. À con này đã quá. Ký. Nhưng mà cái giống con này giống giống chắp kiểu giống chắp Nhật á. Con em là chắp nhiều nè. Không, con em là chắp gùn. Đó. Con này là con sâu biển phải không mọi người? Nghe nói đụng vào nó là ngứa lắm à. Vô. Úi da. Đụng nó tuột rắc luôn. Anh quay xong rồi buông ra. Nó rồi rút xuống buông ra rồi.
á. Đúng cái lỗ đó. Còn không? Còn dèo không? Sỏ chung. Anh sỏ vô cái con nhỏ của em. Quên mang cái bộ dèo theo. Dèo của anh chắc dèo mấy chục con luôn á. Cái dèo nó lớn. Vô mép à, không rớt. Rớt nguyên sâu mới buồn. Con cá nhỏ nó gần rách hàm luôn rồi. Cá chèm hả anh? Mú. Mú hả? Đi à. Đầu má dính lộ. Xuống rất liền.
vô. Nhỏ. Qua lỗ đi, tập trung đánh lỗ đi. Con này bầy nhỏ nhiều. Cụ. Dữ trời. Chút xíu chiều rồi.